Kim Hậu xin kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay Kim Hậu xin giới thiệu đến mọi người một sáng tác mới về Nha Trang, do người Nha Trang viết và cũng do người Nha Trang trình bày. Xin mời mọi người cùng thưởng thức sau đây.